Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một con map giải mã vô cùng thú vị trong Mini World luôn. Cái con map này thì mình mới khám phá được ở trên thư viện Mini các bạn ạ. Và mình thấy rằng con map này nhìn qua có vẻ khá là đẹp đây. Rất là đáng tiếc là góc này bị khóa góc nhìn cho nên là mình không thể nào quay đầu lại cho các bạn được đó. Kể cả bấm những cái hình của vẫy chào Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 cũng không được luôn. Ok, để mình đọc qua một vài thông tin map các bạn nhá. Ok, thì map căn nhà rắc rối được xây bởi người Việt. Ôi dồi ôi, viết tiếng Việt là biết rồi ba. Chủ map là New Gạch Chéo T, ID là 44274855 các bạn nhá. Nói chung là mình có chơi thử ở cái level đầu rồi, mình thấy khá là hay luôn. Rồi này nhá, chúng ta sẽ phải đi vào một cái căn phòng đấy. Mỗi một căn phòng ấy sẽ có một cái nơi giấu chìa khóa để mà di chuyển qua từng căn phòng một các bạn ạ. Nói chung là mình cũng mới chơi level đầu thôi đó, mình cũng không rõ là những cái về sau như nào nữa. Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Meowpeo các bạn nha. Rồi, thì level đầu thì mình cũng chơi qua rồi đấy, nhưng mà thì mình chỗ nào nhỉ? Mình nhớ không, đây đó, cái level đầu nhá. Thì các bạn để ý này, để ý kỹ nhá, đó ở bên tường không có cái ô này đó, có một cái ô đánh dấu màu đỏ ám chỉ rằng đấy trong cái hũ này có chìa khóa. Ok, nói chung là level đầu mình chơi thử rồi các bạn ạ, còn bắt đầu từ level sau là mình chịu đấy. Ok, bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu này đó. Rồi cuộc chơi bây giờ là chính thức bắt đầu các bạn ơi. Để quỳ về căng nhá. Có cầu thang ấy, mà cầu thang đường cụt mà. Ui, mà cái map này chính ra build rất là đẹp nhá, mình khá là thích chơi kiểu này đấy. Đó, giải mã theo kiểu đi khám phá từng căn phòng trong một ngôi nhà đấy, cực kỳ đầu tư luôn. Các bạn nhìn thôi, đầu tư phết đấy, không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Bài trang phòng đấy, từ từ nhá, hình như là mình vừa thấy mình thấy cái gì nhỉ, mình thấy cái gì đấy lạ lạ phải. Ok đi, hơi nói chung kiểm tra từng cái giường đã đấy, lưu điều hồi sinh các bạn ạ. Đó, trời ơi, chủ map trang trí từng phòng. Ui gì ấy, what the hell. Thì ra là ở dưới cái thảm có cái đường hầm bí mật à. Ôi dồi ôi, mình đang định mình đi ở đây, mình bấm vào cái giường này, ai ngờ rơi xuống luôn các bạn ạ, sợ thật đấy. Ok, nói chung là cũng hên. Ok, nói chung là cũng số đỏ. Ok, rồi tiếp. Map này khá đầu tư nhá, các bạn có thể chơi thử nhá. Đó, chơi thử map này rất là đáng chơi thử ấy. Ok, kiểm tra quanh mình cái này em nào. Không có gì này. Không có. Để lưu đổi sinh nào. Cái gì đây, đi đây. Tôi thấy rồi nhá, tôi thấy có một cái lỗ nhá các bạn ơi. Thấy một cái lỗ ở đây là cái gì ấy. Ui trời ơi. Ngồi vào trong ghế này đúng không? Ok. Thì ra là thế. Ủa? Không có à? Lừa các bạn ạ, lừa. Gì? Ôi trời ơi, khiếp trời ơi, đầu tư thế. Đi vào trong căn phòng này phải đi xuống cái hố nữa các bạn ạ. Ôi trời ơi, còn thế nữa cơ. Rồi ok luôn. Rồi, nói chung là map khá là hay ấy, cũng khá là dễ thôi. Hình như cái bạn chủ map này mình có chơi, hình như mình đã từng chơi một cái map nào đấy của bạn này rồi, không biết có đúng không. Hình như cái tên rất là quen á, hình như ngày xưa mình có chơi một cái map của bạn này rồi. Cái map liên quan đến giải đố kiểu như trả lời câu hỏi thì phải, không biết có đúng không nữa. Bạn nào mà nhớ thì đừng quên để lại bình luận giúp mình nhá. Không biết mình đã chơi chưa, mình quen lắm. Hình như cái bạn này mình chơi rồi đó, nhưng mà đây là cái map mới này, hình map mới. Ui, map rất là đầu tư luôn đó. Các bạn nên chơi thử, mình khuyên nên chơi thử map này nhá. Kiểu mỗi một căn phòng đấy, bình thường mà chúng ta chơi giải mã ấy là cái phòng chẳng có gì đâu, kiểu trang trí qua loa thôi. Đây bà ấy cả một căn nhà luôn, trang trí từng phòng luôn đó. Mong rằng sau này có những cái map kiểu như này chơi khá là ok đấy, thật luôn. Cái map này mình nghĩ là cái cũng bảo là lên tuyển chọn thì cũng được. Có gì đấy. Tức là bốc. Ok, chúng ta phải bốc những cái hàng này ra, chắc là giấu dưới này đúng không? Chắc là giấu ở dưới này, ok, hiểu rồi. Chắc là giấu ở quanh mình cái chỗ này, đó. Chắc là thế, ok, ui, map hay phết nhở. Hey, nói chung là cũng không khó lắm các bạn ạ, map này chơi cũng tầm vừa thôi. Chơi giải trí rất là thú vị luôn, được cái này ngắm cảnh đẹp, đấy, trang trí khá là đẹp luôn. Đây kiểu nhà kho này, đó, trang trí từng phòng gì ấy. Thì mình vừa thấy có cái gì ở dưới đây này. Đúng không, đúng rồi, đấy, biết ngay mà, tôi thấy có cái gì ở đây này. Thì ra thế, ok. Map khá là dễ các bạn ạ. Tiếp. Ôi, chơi rất là vui luôn. Chơi giải trí rất là thích luôn. Gì đây? Gì đây? Đều trong này đúng không? Không có, ok. Trong này à? Hay không bấm được. Ok, không bấm được. Chắc là trong dương rồi. Không có. Ôi, dễ vậy, khiếp thật. Ok, nói chung là map khá là dễ mà, nói chung là được cái là ngắm đây, à đây phòng bếp này, ok. Để từ từ nhá. Đây là nhà kho, đây là nhà bếp này, vừa nãy kiểu phòng khách các thứ nhìn đầu tư nhở, kiểu từng phòng một luôn. Map chơi rất là thú vị các bạn. Đây là, à đây là nhà vệ sinh này, ok, nhà tắm, nhà vệ sinh cái gì đây? Mở ra này, không có gì cả, cái gì đây? Không có. Kiểm tra không có. Không có này, không có này, không có này, không có này. Lưu điểu vệ sinh đã. Gì đây? Cái cột nước này. Ôi trời. Ok, map nó thực sự map khá là dễ, map dễ thực sự luôn. Rồi mình chơi khá là nhiều map giải mã rồi, mình chơi thì map là dễ như này. Ok, thực ra là cũng có những map dễ hơn nhưng mà cái map này cũng được, nói chung là đầu tư chơi ngắm cảnh ấy. Cái gì đây? À chắc là tìm cần gạt lên tầng 2. Đi lên tầng 2 các bạn nào. Ui, còn gọi đi lên tầng 2 cơ, cái gì đây để coi em nào. Ok. Đặt tấm cảm áp tiếp xúc đâu? Có thấy cái tấm cảm áp ở đâu? Không thấy. Ôi rồi, ôi nó có quả trôn à? Chà chà, ok, được đấy. Uầy, map chơi thú vị phết nhở. Nói chung là đẹp là thích rồi. Nói chung là chỉ cần map đẹp thì là đã chiến thắng được 50% rồi các bạn ạ. Đấy, còn chưa biết hay nào nhưng mà đẹp, chỉ cần đẹp đã là đã thắng được 50% rồi đấy. Tiếp bên nào. Dương là không có, không có. Ôi dồi ôi, khiếp thật này. Lần sau mà giấu thì che này vào, ví dụ như này, đặt ví dụ như là đặt một cái gì đấy, chẳng hạn như là đặt một cái hộp quà hay là một cái cây thông Noel nào lên chẳng hạn đây. Ví dụ như cái đèn oải hương như đấy, bình thường giấu thì phải giấu như này, đó, phải che mà phải chọn cái cửa khác, chọn cái cửa này, ví dụ cái cửa này. Đấy, nó phải che hết được cái này. Ôi dồi ôi, ông này khiếp giấu không đến nơi đến chốn. Giấu như không giấu luôn các bạn ạ, sợ thực sự luôn, trời ơi, khiếp thật. Chủ map làm có tâm dễ sợ luôn. Ok, gì đây? Đặt vào đúng không? Đứng vào đây à? Ủa, thì ra thế, ok. Map khá là thú vị đấy, được của nó luôn. Nói chung là chủ map cũng ngây thơ trong sáng lắm. Đó, làm map khá là đẹp đấy, nhưng mà về độ giải mã thì cũng khá là ngây thơ trong sáng các bạn ạ. Hey. Rồi, để coi em nào. Gì đây? Có một cái căn phòng bên này, à ban công. Ui, ban công ngắm cảnh rất tiếc, bên ngoài không có gì để ngắm các bạn ạ. Ui, cái gì ấy? Sao có cái giường ở trong ngoài này á? Ủa, sao có cái giường ngoài này này? Cái giường không có gì các bạn ạ. Ok luôn. lừa để coi xem ngoài có gì không. Ban công đẹp phết nhở. Ui, cái căn biệt thự đẹp phết. Từ từ nhá. Mình có xin đi không? Mình sẽ quay lại sau. Mình yên tâm là các bạn yên tâm, mình sẽ quay lại sau các bạn ạ, để mình ngắm toàn cảnh một cái tòa nhà đã. Ui, bài xây cả cái cây làm gì đấy, trong khi chúng ta không thể ra ngoài được. Ông ấy xây cái cây hoa anh đào ở ngoài làm gì nhở, trong khi chúng ta có ra ngoài đâu. Ui, trời tối nhìn đẹp phết nhở. Ui, căn biệt thự nhìn đẹp ta. Wow, hay đấy. Các bạn nhìn cái căn nhà nhỏ xinh xinh này, mình chơi rất là nhiều level đó, đúng không? Nhìn cái căn nhà này nhìn nhỏ xinh xinh thế thôi, nhưng mà chơi mình thấy chia khá là nhiều level đấy nhở. Bạn chủ map chứng tỏ phải tính toán căng phết đấy. Đó, map này mình khuyên là nên chơi thử, thật sự là nên chơi thử nhá, nên chơi thử đấy. Đóng cửa từ từ, cái cửa mình rất là nghi nhá. Những cái cửa này, những cái cửa kiểu như này á, cực kỳ đáng nghi luôn, cực kỳ đáng nghi luôn đấy, tôi nói có sai đâu. Đấy, mấy cửa kiểu này nó kiểu che ở dưới này đó, kinh nghiệm chơi giải mã lâu năm của Meowpeo khác đó rồi. Vậy là đỡ mất công đi tìm mấy cái này. Ok luôn, trời ơi, mấy cái này trò này muối tôi biết thừa. Rồi gì đây? Nhìn thế nào? Nhìn tổng quát qua em nào. Có đây, có cái giường này này. Hey, kiểm tra thử em nào. Không có. Không có. Ok. Vậy là khả năng là dưới thảm. Dưới thảm à? Không có dưới thảm à? Có không? Có không? Chắc là dưới thảm không? Không có dưới thảm, hay trên giường. Chắc là trên giường, không có trên giường luôn. Vậy trong giường, không có trong giường luôn. Ủa? Thế ở đâu? Trong này à? Cũng không có trong này luôn. Ủa? Đây. Ôi rồi. Ok. Nói chung là vẫn dễ bạn, ok. Vẫn chơi được, mà vẫn thú vị tiếp. Ok luôn. Rồi để coi em nào. Mình thấy có một cái cửa gỗ kìa, căn phòng bí mật à? Cứ từ đã, cứ kiểm tra bên ngoài xong đã, để thấy có gì không, trong khe có gì không? Trong khe là không có gì cả. Ok. Kiểm tra trên giường nào. Không có gì. Dương không có. Dương không có. Cái máy này, máy này không có. Ok. Kiểm tra đây nào. Không có. Vậy là cái phòng ngoài không có, vậy chỉ có thể trong này thôi. Đó, mà từ từ nha, lại kiểm tra lại cái này không có. Ok, cái này không có rồi. Rồi Vậy thì khả năng là sẽ bể nước thế nào? Không có trong bể nước. Ok. Đây em nào. Phân à? Cái chỗ phân làm gì nhỉ? Không có trong này rồi, cần gạt làm gì ấy? Và chấm. Không có dưới thảm à? Kiểm tra thử dưới thảm xem như nào. Hey, không có dưới thảm. Ok. Vậy là khả năng trong này thôi. Ok rồi. Nói chung thì map quên đi quẩn loại cũng chỉ là giấu trong mấy cái dương cửa ấy thôi các bạn. Nói chung khá là dễ. Bạn nên chơi thử nhá. Ok, gì đây? Ủa sao nhìn như kiểu cái bàn thờ ấy nhở? À, phòng thờ đúng rồi. Kiểu như phòng thờ các bạn ạ, đúng không? Ủa gì? Nhìn người thấy cái gì không? Đi được không? Không có. Map hay ấy nhở? Ủa. Sao có hai cửa? Ủa. Tại sao có hai cửa? À, hình như cả hai cửa này đều thông ra ngoài ban công phải, đúng rồi. Tức là cả hai cửa này đều đi ra ngoài ban công. Ok, hiểu rồi. Được của nó đấy. Đây à? Chắc ở đây đúng không? Ôi trời, dễ thế. Khiếp thật. Cả cái map này có mỗi mình cái hũ hay chứ gì nữa. Ôi, bàn thờ các bạn ạ. Ok rồi. Ôi, nói chung là khá là dễ tiếp. Nên nào đặt cái khóa. Ok. Đẹp nhở. Wow. Đứng ra ngoài ban công đẹp thực sự luôn các bạn ạ. Đẹp gì ấy. Có cầu thang đi lên này. À, cả hai bên hình như đều có cầu thang đi lên thì phải, không biết đúng không? Ui, nhìn đẹp nhở. Trời tối nhìn bể bơi các thứ nhìn đẹp thế. Bây giờ để cái cảnh xúc cứ nhìn đẹp thật các bạn ạ. Đâu? Lên cầu thang em nào. Gì đây? À, lên trên này à? Hey, ủa thế hết rồi à? Ủa? Hình như thế là hết rồi các bạn ạ. Ủa, thế là hết rồi à? Có đi đâu? Hết rồi, hình như hết rồi hay sao ấy? Không thấy có gì các bạn ạ. Gì đây? Ủa sao vào đây được? Có phòng này. Ôi, trong này có phòng các bạn ơi, có phòng có ăn sao vào được? Ủa, bây giờ phải tìm đường đi vào à? Từ từ nè. À, ôi, hóa ra có cái cửa ngay sau lưng mình luôn. Lúc đấy cửa mình đi lên ngược cái này đấy, mình không để ý. Trời ơi, hóa ra cái cửa nó ngay sau lưng mình. Rồi ok luôn. Đấy. Ôi, bắn pháo hoa nữa cơ à? Ok. Wow, kiếp, trên mái nhà đẹp quá nhở. Úi trời ơi, gì đây? Ok, xây cái này hơi lệch. Xây cái này nó hơi bị lệch cơ đấy, cái này phải lùi qua bên này một ô này đó. Trời ơi, xây hơi phê một chút được, không sao, bị lệch một ô này. Rồi, đọc qua cái thông tin lại map này nào. Chúc mừng bà Darwin. Nếu thấy map hay đừng quên đánh giá 5 sao nhé. Ok luôn, được. Cái map này đề cử luôn các bạn. Nói chung là map này ok đấy, được của nó luôn các bạn ơi. Đề cử luôn, không đề cử hơi phí. Đó. Tại không, mình toàn đề cử những cái map kiểu ít người tải, hoặc là những cái map nào kiểu như là nó hay, thực sự hay thôi. Đấy. Chứ mình ít khi mình không kiểu thể loại hám phim đi đề cử mà cái map kiểu mấy cái map tuyển chọn cũng đi đề cử, sau cái map nhiều người tải đề cử. Nói chung mình không đề cử kiểu đấy đâu, thật luôn. Mình thấy có nhiều bạn người sỏi nhá, đi đề cử mấy cái map tuyển chọn hoặc mấy cái map kiểu mấy chục vạn người tải rồi vẫn đề cử, mình chả hiểu đề cử gì luôn, thật luôn đấy. Mục đích của người sỏi là gì? Là để đi tìm những cái map nào mà nó ít người chơi mà thực sự hay mà ít người biết đến mình mới đề cử đấy. Mình chả hiểu sao mấy cái bạn đây đề cử mấy cái map kiểu rõ là đông người tải rồi còn đề cử map tuyển chọn nữa, chả hiểu kiểu gì luôn các bạn đấy. Cho nên là mấy bạn người thỉnh thoảng mà có coi được cái video này thì nhớ sửa lại nhá, thật luôn đấy. Đi đề cử map tuyển chọn làm cái gì, thật luôn. Bú phim thì thôi đừng làm người sỏi nữa nhá. Rồi, ok, mình đề cử map này. Map mình nhớ không nhầm map này mới có vài người tải à, mới có vài chục người tải thôi, ít lắm. Chưa, hình như chưa đề cử đấy. Mình nhớ map là chưa đề cử luôn, không biết đúng không đó. Ok, đề cử rồi. Map rất map rất đầu tư trang trí tuyệt vời, giải mã không quá khó, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ok, mọi người hãy trải nghiệm thử nhé. Chúc map sẽ có được nhiều lượt tải trong tương lai. Tim. Ok rồi. Nói chung là map này hôm nay được quả map cũng khá là ok đấy. Đây thì đây, mình cũng mới tìm được cái map này trên thư rổ. Mời nhiều thế tôi còn chơi đâu, khiếp thật. Đó, cái map này cũng mới tìm được cái này. Đây, gần như là của bạn Newty phải đấy. Nói chung là thấy có mất 30 người tải thôi, mình phải đề cử ngay mới được các bạn nào. Rồi, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ Meowpeo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.